Chào bạn Hiền. Bạn khỏe không? Đương nhiên, đang làm gì đó? Trời ơi, tôi đang ngồi đọc sách nấu ăn nè, nấu cho bạn trai tôi ăn. Bởi vậy nhưng mà nó đâu có biết đâu bà. Ủa, vậy 3 giờ chiều nay bà có qua tôi không? Có, 3 giờ chiều tôi rảnh tôi qua được không? Ồ, qua đi, tôi có nhiều chuyện kể bà lắm bà ơi. Trời, tôi cũng vậy nè. Ok, cái gì 3 giờ nhé? Ok vậy đi hen, 3 giờ mình gặp nhau nha bạn hen. Ok. Ok, bye bye. Thì ảnh có ngày nó hết gì đó, nhưng nghe lời tao lắm.
Ba yêu con yêu lắm. Sướng quá vậy. Còn mày sao? Thì á, mày biết mà, con mới qua, con đang kiếm việc làm thôi. Ờ. Nhưng mà hả, chị tình yêu trời lãng mạn lắm nha. Vậy hả, tình yêu lãng gì ấy? Mày biết không, ảnh làm tiến sĩ môi trường á. Trời, yêu thiên nhiên dữ hen. Đó, bởi vậy. Mày biết không, mày biết cái tòa nhà Washington không? Bạch áo quá, tòa bạch áo không? Ảnh hả, ảnh là người á, mà design cái hàng cây con két đó mày. Trời ơi, đẹp lắm á. Cỏ xó dỗ quá vậy. Bởi vậy. Rồi mày biết làm sao? Sao sao nữa? Mày nói với tao á hả, nếu mà tao với ảnh nó mà có tiếng lên nữa thì ảnh sẽ mua căn nhà trồng toàn là cây luôn á mày, như cái rừng vậy đó. Ôi vậy mày là công chúa ngủ rừng đúng không? Chứ sao mày biết mà, mày biết tao yêu thiên nhiên mà tao. Ờ mà bạn trai của tao đó, ảnh cũng làm môi trường giống như bạn trai mày vậy đó. Vậy mà không có quen quản giống như của mày đâu. Chỉ là nhỏ thôi. À để bạn trai của mày số phone tên gì tao coi có quen không, để không mày bị mấy lừa tình đó. Đi. Mày đặt đi tao luôn vô. Để tao hỏi bạn trai tao coi. Sợ mày lừa tình thôi, bạn bè mà. Thôi, đọc đi. Nè, 781 895 3292. Số bạn trai mày đó hả? Ừ, sao vậy? Để tao bình tĩnh. Sao mày nói cho con? Tao bình tĩnh, tao nói mày sao? Được rồi. Sao vậy? Quá lắm rồi. Anh nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm. Em ơi anh về nè em ơi. Về rồi. Anh ơi anh, ra đây. Em giới thiệu bạn cho. Hai em. Nè, bạn trai tôi đó. Hai em. Cái này là tên Giang. Anh tên Hải, anh không phải gặp em. Anh tên Giang. Em. Bạn em nè, ở Việt Nam mới qua được có 2 tháng à, chưa ướt chân ráo. Sợ. Anh biết tại vì em nói chuyện với nó đó. Mới qua anh bị người ta dỗ, bị mấy thằng trên mạng đó. Lừa gạt tình cảm. Lừa gạt tình cảm hả? Trời ơi, khốn nạn quá. Em, nó làm nghề gì? Dạ, nó làm nghề tiến sĩ. Môi trường hả? Tiến sĩ môi trường hả? Dạ. Nè, anh làm cắt cỏ, anh quen với thằng này lắm. Có số điện thoại không? Có thể anh biết không? Không, em cho, em cho. Đọc anh coi, anh đọc nhớ coi. Có phải số anh quen hả không? 781 781, ha, quen quá. 895 lại càng quen nữa. 3292 3292 lại. Quen không anh? Sao quen quá vậy ta? cái này thì... Tiến sĩ môi trường của mày đó, tao là má nó nè. Nè. Có Nguyệt bánh mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Có Nguyệt bánh mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân, nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.